đừng bỏ qua năm chiến lược đầu tư bất động sản này nếu bạn muốn giàu có. Đầu tư vào bất động sản có thể là một cách hiệu quả để tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của bạn. Tuy nhiên, thành công trong lĩnh vực này đòi hỏi sự chiến lược và linh hoạt trong cách tiếp cận. Dưới đây là năm chiến lược đầu tư bất động sản mà bạn không nên bỏ qua nếu muốn xây dựng sự giàu có. 1. Vừa sử dụng vừa cho thuê hoặc cho thuê toàn bộ. Một chiến lược đầu tư phổ biến là sử dụng một phần bất động sản cho mục đích sử dụng cá nhân và cho thuê phần còn lại hoặc cho thuê toàn bộ. Điều này mang lại nguồn thu nhập thụ động từ việc thuê, cho phép bạn tích lũy tiền để đầu tư vào các dự án bất động sản khác. Ngoài ra, việc sử dụng chính bất động sản để vay thế chấp cũng giúp huy động nguồn vốn để phát triển dự án tiếp theo. 2. Cải tạo nhà cũ nát. Chiến lược này liên quan đến việc mua bất động sản với giá thấp hơn thị trường, cải tạo và nâng cấp để tăng giá trị, sau đó cho thuê hoặc bán lại. Để thành công trong chiến lược này, bạn cần có kiến thức về xây dựng và kiến trúc để có thể đưa ra những cải tiến tăng giá trị, chẳng hạn như sơn mới, lắp đặt sàn gỗ, tu sửa nhà bếp và phòng tắm. Giá trị gia tăng từ việc cải tạo sẽ giúp bạn có thể bán với giá cao hơn hoặc vay được nhiều tiền hơn cho các mục đích khác. 3. Môi giới bất động sản. Môi giới bất động sản là một chiến lược mà bạn tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ trong quá trình giao dịch giữa người mua và người bán bất động sản bằng cách thực hiện vai trò môi giới. Bạn có thể thu được hoa hồng hoặc tiền chênh lệch giữa giá người bán mong muốn và giá người mua chi trả. 4. Mua bán lướt. Với chiến lược này, bạn giao bán bất động sản ngay khi vừa mua xong hoặc bạn cải tạo lại rồi mới bán. Tương tự như việc cải tạo nhà cũ nát, chiến lược này đòi hỏi bạn phải mua được một bất động sản có giá trị thấp hơn mặt bằng chung của thị trường. Mặc dù giúp nhà đầu tư thu hồi vốn nhanh chóng, Chiến lược này yêu cầu lượng vốn chủ sở hữu lớn và các kỹ năng về bán hàng để thúc đẩy thanh khoản. Nếu không thể đẩy hàng nhanh, vốn chủ sở hữu sẽ bị động lại ở tài sản và gây thiệt hại lớn. 5. Mua chung Chiến lược này bao gồm tập hợp vốn của nhiều nhà đầu tư để cùng mua một bất động sản. Nó có thể phát triển thành quy mô lớn hơn là gọi vốn cộng đồng crowdfunding. Chiến lược này giúp các nhà đầu tư có số vốn nhỏ cũng được tham gia rót vốn, nhưng lại đặt ra các thách thức về quyền sở hữu cũng như phân chia quyền lợi có thể tạo ra rủi ro mất vốn cho nhà đầu tư